bao lâu chẳng nói gì, bao lâu chẳng hỏi thăm. Khi xưa chung gói mì, đến giờ chả còn hồi âm. Có phải cuộc sống không như ta hằng mơ, khiến ta quên mất vô tư của ngày đó. Đôi khi chỉ muốn quay trở về ngày xưa, vội vàng thời gian trôi đi, chỉ muốn tìm về vài người bạn. Gặp nhau nhưng mà tao vẫn nhớ như là chưa từng quên. Tôi chỉ nông nổi với những khát khao, kề vai sát cả tất cả những ước ao. Nhiều thằng sau lưng năm mà ngày nhét dao, nhưng mà không sao, dù thất bại tao vẫn là chính tao. Vài người bạn đã cùng mình vào sinh ra tử, và những lúc gặp hoạn nạn luôn ở cạnh bên, không bao giờ chối từ. 1, 2, 3 nào mình cạn hết ly này rồi tới ly khác, cứ chơi hết mình, cứ sống hết tình. Dù cuộc đời này có làm ly và bi đát, ok bạn ơi. Bye. Chỉ cần giữ liên lạc khi nào rảnh được cho tao. Anh em mình thật đơn giản, không cần nghĩ gì nhiều đâu.